Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập phát triển năng lực học toán cho học sinh lớp 2. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài tuần 30. Bài số 1, Tô Màu vào câu trả lời đúng. Đoạn đường đi từ thành phố Hồ Chí Minh tới thành phố Đà Lạt dài khoảng 300 km mới đúng. Cái này chút xíu à. ba trăm km. Câu B, 200 ta cộng với 800 là bằng, bên này là 200 ta cộng 800 là bằng 1.000 này, được không? 1.000. Bên này 700 ta cộng với lại 300. Câu A, 700 ta cộng với 300 là được, là 1.000. Câu C, nhìn vào cột mốc cây số bên đường, em thấy đây là cái cột mốc này là quốc lộ 51 km là 73, này là thành phố Hồ Chí Minh là 91 cây, cái này là khi đi, mà cái này là quốc lộ 51 là cái đường xuống Vũng Tàu á, thì đi từ Vũng Tàu về thì bên tay phải chúng ta thấy có cái cột mốc, thì người ta ghi là thành phố Hồ Chí Minh là 91 cây, có nghĩa là tính từ ngay chỗ cái cột mốc này nè tới thành phố Hồ Chí Minh là còn 91 cây nữa thì sẽ tới, 91 cây, chúng ta đi 91 cây nữa thì sẽ tới cái thành phố Hồ Chí Minh. Đọc qua cái phần câu A, xe còn cách thành phố Hồ Chí Minh là 73 km nữa. Dạ không phải, cái này là cái chỗ này nè. Cái quan trọng là 91 km này. Câu B, xe đi đến cây số 73 trên quốc lộ 51 và còn cách thành phố Hồ Chí Minh là 91 km. Như vậy là câu B này là hợp lý này, chúng ta xem câu C cái đã, từ tính sao ha. Xe còn cách thành phố Hồ Chí Minh là 91 cây, như vậy tới đây thì được. Và xe đang chạy trên quốc lộ 73 không phải. Cái này người ta đã ghi cực quốc lộ 51 mà, được không? Quốc lộ đây là quốc lộ 51. Như vậy là câu B này nè, chúng ta đọc lại câu B một lần nữa ha. Xe đi đến cây số 73 trên quốc lộ 51 và còn cách thành phố Hồ Chí Minh là 91 km nữa. Dạ đây, quốc lộ 51, km là 73 và cách thành phố Hồ Chí Minh là 91 cây, dạ là câu B. Chúng ta qua bài tiếp theo. Bài số 2, nối từ mẫu. Cái này là cái bạn này, mấy bạn này nè đang mặc những cái áo có những cái con số, thì trên thả những con diều, thì trên con diều này thì có những cái phép tính, thì chúng ta sẽ tính là chúng ta nối. Cái bài này là đã có mẫu rồi, cái bạn này là đang mặc áo là 307, cái này là 300 ta cộng 7 là bằng 307, như vậy là bạn này con diều này. Còn bạn này là sao đây, 700 ta cộng với lại là 40 và ta cộng với 2, như vậy là 742. Như vậy là bạn này thả con diều này. Này là 200 ta cộng với lại 50, như vậy là bằng là 250. 250 là của bạn này. Bạn này 250. Này là 900 ta cộng với 9 là bằng là 909. 909 thì có con diều này của bạn này. Rồi, này là 100 ta cộng với lại là 90 ta cộng với 6, như vậy là 196, như vậy là con diều này của bạn này. Đọc qua bài tiếp theo là bài số 3, đặc tính đồ tính. Ba trăm ta cộng với 175 0 ta cộng 5 là bằng 5, 0 ta cộng 7 là bằng 7, 3 cộng 1 bằng 4. ba ta cộng 5 là bằng 8, 0 ta cộng 8 là bằng 8,
2 ra cộng 7 là bằng 9. Không ra cộng 9 là bằng 9. 8 cộng 1 là bằng bằng 9. 8. Bảy cộng một là bằng 8. 6. 3. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 4. Chim ruồi Cuba là loài chim nhỏ nhất thế giới, nó chỉ dài khoảng 5 cm, kích thước tương đương với ngón tay cái của em. Hỏi nếu hai con chim ruồi xếp hàng nối đuôi nhau thì chiều dài đo được là khoảng cỡ bao nhiêu mm? Đây là con chim ruồi. Chim ruồi này hút mặt đấy. Thì con chim ruồi này người ta nói là nó dài nó khoảng cỡ là 5 cm. Đây cái kích thước đây, kích thước đây thì là 5 cm, là từ số 0 này tới số 5 này. Đó, như vậy là nó dài có xíu xíu này. Đây là 5 cm. 5 cm mà bây giờ người ta nói là hai con nối lại như thế này thì người ta hỏi là hay là milimét. Milimét. Milimét thì chúng ta sẽ đổi cái này ra, 5 cm chúng ta sẽ đổi ra milimét là bằng là 50 mm. 5 mm ta cộng với là 50 mm. Đây là chúng ta đổi này, 5 cm này bằng là 50 mm. Rồi, nhưng mà là một con là 50 mm, mà hai con nối đuôi nhau thì chúng ta sẽ lấy 50 ta cộng 50 như bằng 100 mm. Người ta hỏi mm. Hai con đo được là 50 ta cộng với lại 50 bằng 100 mm. Đáp số. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Điền đơn vị đo chiều dài vào chỗ chấm. Đây là cái chiều dài nệm 2, chiều rộng khổ nệm là 8 chấm chấm, chiều cao nệm là 20 chấm chấm. Rồi, như vậy người ta yêu cầu là điền cái đơn vị đo. Đơn vị đo thì chúng ta sẽ có những cái đơn vị đo nào? Thứ nhất là mm, rồi là cm, rồi dm và m. Rồi trong này là chiều dài cái nệm này là 2. Chiều dài của nó là ít nhất nó phải là nó cao hơn một cao hơn người. Người chúng ta tầm khoảng cửa là tùy theo người, nhưng mà chúng ta lấy là trung bình là khoảng cửa là 1m7, 1m6, 1m7. Thì cái chiều dài nó phải nó nhà dài hơn mình. Bây giờ là 2 này là 2m là hợp lý. Được không? Còn cái chiều cao của nệm này á thì là người ta họ cho là 20. 20 là chúng ta sẽ là chọn là 20 cm. Như vậy nó bằng cái thước này nè. Cái thước của thai là đang là 20 cm này. Và cái chiều rộng, cái khổ gọi là hay còn gọi là cái khổ nệm. Cái khổ nệm thì người ta đã cho sẵn con số 8 rồi. Thì chúng ta sẽ chọn mà mét thì không được, tại vì 8 mét nó quá dài. Decimet là hợp lý. Còn nếu như chọn centimet là không được. Centimet nó có xíu à. Centimet là 8 từ đây tới đây. Chiều rộng nó có tới đây không phải. Như vậy cái đơn vị chỗ này là decimet ha. 8 decimet. 8 decimet như vậy còn lại 20 nữa, gọi là 2 decimet nữa là đủ 1 mét. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài B. Thành phố Cà Mau nằm trên trục đường quốc lộ 1 và quốc lộ 63, cách thành phố Cần Thơ khoảng cỡ 180. Cái này là hay là km. Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng cỡ 380 km. Đối với cái tỉnh này cách tỉnh kia trên đường bộ thì chúng ta sẽ tính theo km.
Đường biển của Cà Mau dài nhất Việt Nam gần 254 km, trong đó có 107 km bờ biển Đông và 147 km bờ biển Tây. Cà Mau tiếp giáp với vùng biển các nước như là Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog, trong blog thầy dạy rất nhiều cái đọc sách các em, vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.